Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong năm 2021. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trên chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm Tân Sửu 2021 ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về quẻ luận tình duyên, công danh sự nghiệp, cũng như các thông tin liên quan đến bản mệnh tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 vào năm mới Tân Sửu 2021 này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Đối với người còn đi học thì bạn sẽ có một kết quả tốt và sẽ cải thiện rất nhiều. Những người đi làm công ăn lương sẽ làm việc chăm chỉ cho công ty của họ và đạt được kết quả tốt, được khen ngợi. Bạn có thể nhận được lời khen từ cấp trên, có thể có cơ hội thăng tiến và tăng lương. Trong quan hệ bạn bè, cố gắng tránh tình bạn chia tay vì tiền, cần phải chú ý hơn đến các chi tiết về ký kết hợp đồng. Trong năm 2021, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 phạm Thái Tuế. Trong năm Thái Tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác, mệnh chủ khó tránh khỏi tai ương ập đến. Vậy nên, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong năm nay, hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm hộ thân kim bài Thái Tuế năm 2021, giúp cho mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, vị thần tối thượng đẳng trong năm. Năm 2021 là năm tuổi của mệnh chủ, vì thế mà tuổi Đinh Sửu 1997 và Thái Tuế là thủy thổ xung khắc, dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở mệnh chủ. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế, hoặc là tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái Tuế Sửu Thổ còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc mà những chú trâu khó giữ được tâm thế bình thản an yên, dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, mệnh chủ không kiểm soát được bản thân, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người. Ngoài ra, phạm Thái Tuế luôn là điểm hung, Sửu Thổ đứng đầu nên bản mệnh cần phải lưu ý trong công việc, kinh doanh buôn bán nên hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà Thái Tuế gây ra. Thái Tuế Sửu Thổ vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khác nhau dẫn đến những việc tác động không nhỏ đến sức khỏe của tuổi Đinh Sửu 1997. Xem tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Sửu thì mệnh chủ dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, Thái Tuế phát tiết, mệnh chủ còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Đinh Sửu năm 1997 nên đa phần điểm này sẽ ứng với mệnh chủ hoặc người mẹ của bản thân. Âm thủy quá vượng nên sẽ được nhắc nhở tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong năm Tân Sửu này chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả, cần phải lưu tâm cả những nơi là hầm ngầm, hang động, sông sâu sóng cả. Những nơi khí vượng nếu không sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước là Bát Bảo, là tám bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Dự đoán tử vi của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong năm Tân Sửu. Năm 2021,
theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Tuổi Đinh Sửu trong năm này, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều thay đổi trong cuộc sống, cần bình tĩnh, kiên cường để không gục ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Mệnh chủ có tính tình phóng khoáng, thoáng tay trong chi tiêu, vì thế mà dẫn đến vướng họa phá tài, tiền bạc trong tay bay mất trong chớp mắt. Việc đầu tư mạo hiểm có thể mang lại lợi nhuận tốt, nhưng có thể khiến cho bạn trắng tay bất cứ lúc nào. Trong năm 2021, tuổi Đinh Sửu, hãy tập trung làm tốt công việc của mình, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cũng đừng nghĩ rằng có thể dựa hết vào may mắn để làm giàu. Trong công việc thì cần phải học cách nhẫn nhịn, khiêm nhường, khống chế cảm xúc thật tốt. Làm việc gì cũng cần phải nhìn nhận theo hướng thực tế. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vấp mai đi đào, cần phải có kế hoạch rõ ràng và kiến thức phù hợp. Tuổi Đinh Sửu, hãy nhớ rằng phải lên kế hoạch thu chi hàng ngày hợp lý hơn. Đừng vì những thú phù phiếm bên ngoài mà tiêu tiền không kiểm soát. Nên học cách cân nhắc trước khi dùng tiền vào bất cứ chuyện gì, tránh để cảm xúc dẫn dắt lý trí mà càng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Với những bạn còn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành thì cần phải biết lấy tĩnh làm động, lấy lùi làm tiến, không nên bốc đồng sốc nổi trong chốc lát để rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả. Khi học thì nên tập trung học tập, lấy được kiến thức, bằng cấp mới là việc quan trọng nhất, đừng vì những thú vui cá nhân mà để lỡ mất tiến độ. Trong xã hội ngày nay thì bên cạnh năng lực thực sự thì bằng cấp cũng quan trọng không kém, đóng vai trò không nhỏ trong sự thành bại khi xin việc sau này. Nam mệnh 25 tuổi, năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh, hành niên trực kế đô, tai hại bất thời vô. Chủ về tai nạn bất ngờ nên khi ra ngoài cần vô cùng cẩn thận, nhất là trong việc đi lại tham gia giao thông cần tuân thủ chặt chẽ hơn nữa. Nữ mệnh 25 tuổi gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Đối với mệnh chủ muốn có thêm nhân đinh hoặc đã có thai thì cần phải đề phòng sẩy thai, khó sinh đường thai sản của mình. Cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ thường xuyên, theo dõi chặt chẽ quá trình mang thai. Đối với những gia chủ chưa có gia đình nên đi ra ngoài nhiều hơn cho thư thái tinh thần đầu óc. Với tuổi này thì năm 2021 sẽ cần sử dụng vật phẩm vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu là trang sức hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cắt lành, chiêu vận quý nhân hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà hóa sát cho mệnh chủ. Tử vi năm 2021 tổng quan cho thấy, năm nay bạn không hài lòng với công việc. Đinh Sửu 1997 sẽ có nhiều điều sai phải sửa chữa vào năm 2021. Khi mới đi làm thì bạn có thể gặp nhiều vấn đề và rắc rối trong sự nghiệp. Trong công việc, bạn sẽ phải đối mặt với kết quả làm việc kém, gặp các vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp và không biết làm thế nào để thực hiện công việc. Có thể may mắn hơn trong tài chính, tuy thì không đạt yêu cầu đặt ra vì tất cả các loại vấn đề trong công việc có thể ảnh hưởng đến tiền lương và thưởng của bạn. Lo lắng quá mức, thức khuya và làm việc ngoài giờ thường xuyên có thể dẫn đến suy giảm sức khỏe, mắc một số bệnh nhẹ. Trong tình cảm thì bạn sẽ may mắn hơn vì một số người khác giới xung quanh sẽ giúp bạn trong sự nghiệp hoặc cuộc sống. Năm nay tốt hơn hết nên đeo vòng tay dây đỏ hoặc vòng tay mã não có ký hiệu của tuổi Sửu để giảm tác động xấu của năm 2021 Tân Sửu và chúc phúc cho các gia đình hạnh phúc và may mắn. Về sự nghiệp của tuổi Đinh Sửu 1997 vào năm Tân Sửu 2021. Năm nay thì tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 rơi vào năm trực thái tuế, vì vậy mà sự cạnh tranh trong công việc tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp mạnh. Năm nay, sự nghiệp của tuổi Đinh Sửu không ít thì nhiều cũng phát sinh biến động như là thăng tiến hoặc xuống chức, thay đổi vị trí công tác. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm nay không nên đề cao bản thân hoặc đứng mũi chịu sào. Có tướng tinh nhập mệnh nên được quý nhân phù trợ, cơ hội sẽ liên tục tới. Những người có năng lực quản lý thì có thể tích cực tập trung phát triển sự nghiệp.
Với các bạn đang đi học, cần không ngừng nỗ lực học tập sẽ đạt được những kết quả cao ngoài dự kiến. Sự nghiệp có thể ở vùng trũng trong năm 2021. Khi là người mới đi làm tại nơi làm việc thì bạn sẽ phải học rất nhiều thứ và có thể thường xuyên đi vào ngõ cụt trong công việc hoặc từ sự từ chối giúp đỡ. Tuy nhiên, đối với những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mạnh mẽ, những điều này sẽ không trở thành trở ngại mà là bước phát triển và sẽ tiến lên từng bước một cách đều đặn ngay cả trong vùng trũng đó. Vào năm 2021, Đinh Sửu 1997 sẽ có thể gặp một người có ảnh hưởng cả cuộc đời bạn, giúp bạn phát triển sự nghiệp nhanh chóng. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Về tài lộc của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong năm Tân Sửu. Năm 2021 thì tuổi Đinh Sửu không có quá nhiều thu hoạch, chi nhiều thu ít nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Kèm với đó là gặp phải thần sát tỷ kiên, chủ về tranh chấp, tiểu nhân quấy phá, mang lại nhiều điều không may mắn. Nên nếu mệnh chủ có ý định kinh doanh, cần vô cùng cẩn trọng, tốt nhất là không nên mở rộng làm ăn trong năm nay. Nếu nhất thiết cần mở rộng thì phải hết sức chú ý về phần điều khoản hợp đồng, các loại giấy tờ có liên quan. Khi bước vào lĩnh vực làm ăn mới cần hết sức cẩn thận, nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài tán của. Cần tìm hiểu kỹ càng lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để đưa ra những chiến lược hợp lý, phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mình đã hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Tài chính sẽ không đạt yêu cầu đối với Đinh Sửu 1997 năm 2021 và công việc không thuận lợi có thể là một trong những yếu tố góp phần. Vì thu nhập tiền lương sẽ không tăng quá nhanh, bạn phải chi tiêu theo thu nhập của mình. Tuy nhiên thì cách nhìn sâu sắc, nhạy bén trong đầu tư sẽ mang lại cho bạn thu nhập nhất định. Khi điều kiện kinh tế cho phép, có thể chọn một số khoản đầu tư tài chính phù hợp. Bạn càng sớm học được kiến thức tài chính thì càng tốt. Nó có thể giúp bạn tích lũy tài sản nhanh chóng. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu và kim bài thái tuế năm 2021 để mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu 1997 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý tháng Ất Mùi, dương lịch từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 8, tức 1 tháng 6 đến 29 tháng 6 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 không nên tiến hành những công việc quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tình duyên của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu vào năm 1997 thì khuyết đào hoa tinh lại là năm trực thái tuế nên phương diện tình cảm có nhiều biến động. Đối với gia chủ đã có gia đình, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến cho đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 đã kết hôn do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến có nhiều sự thay đổi. Cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã, cần giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình. Đặc biệt, các cặp đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dẫn đến tình trạng đồng dạng dị mộng, từ đó dẫn tới rạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên, hai vợ chồng cần phải bao dung lắng nghe, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với những mệnh chủ còn đang độc thân, cần chú ý đừng vì áp lực công việc mà đánh mất tình cảm của mình. Chú ý cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng để hối tiếc về sau. Cần chú ý dành nhiều thời gian cho người yêu để có thể đi cùng mình trên quãng đường còn lại. Để kích hoạt tình duyên cũng như là hóa giải những hung tinh do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp tị, dậu, sửu kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly.
Sức khỏe của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 vào năm Tân Sửu sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh thì hãy chú ý đến sức khỏe của mình vì có thể sức khỏe yếu sẽ quay trở lại. Mặc dù còn trẻ và có sức khỏe tốt nhưng đừng lạm dụng, thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu và những thói quen xấu khác có thể tự hủy hoại bản thân và cơ thể. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 thì năm nay gặp Thái Tuế, Phục Thi, Kiếm Phong khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, dễ mắc những điều tiếng thị phi. Cùng với đó thì trong năm nay do thiên khí và địa khí có phần xung khắc nên có thể dẫn đến mệnh chủ xa sẽ gặp phải bệnh liên quan đến đường hô hấp. Cần phải hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe của mình và người thân trong gia đình. Mã tinh gặp hãm nên khi đi ra ngoài dễ gặp tai nạn, cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông, tuân thủ luật lệ giao thông để tránh gặp tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ra thì cần tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 năm nay thủy quá vượng nên sức khỏe cần phải chú ý về bệnh thận. Vì tính cách khá là chịu khó chăm chỉ làm việc nên nhiều khi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 bị hao tổn quá sức, làm nhiều mà không biết hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Khi còn trẻ thì hãy cố gắng hết sức, còn khi về già thì quý gia chủ hãy cố gắng để tuổi già có thể hưởng thụ, không nên chỉ dành cả đời để làm lụng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy chữa tốn tiền mà vẫn bị mắc nhiều bệnh tật. Để biết rõ hơn các hung họa phúc của bản thân cũng như gia đình, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ chi tiết hơn của thầy Gia Cát và đội ngũ hỗ trợ của thầy. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Đinh Sửu nam mạng, sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô là sao tam cửu khắc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên thì nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên đàn bà mà khi gặp sao này chiếu mạng có thai thì hên hay may lạ thường. Cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả người chồng nữa. Khi sinh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Mệnh chủ tuổi Đinh Sửu nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương thì có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang thai và người bị đau yếu. Đối với những người khác khi mà gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời, mọi người không mắc phải bệnh tật hoặc được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu chính là thất kiến hung tai nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, có thể sẽ gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Người Đinh Sửu hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp nhất, cần cù, chăm chỉ, kiên định, mạnh mẽ, có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Người tuổi này có khả năng chịu đựng cao, có tính nhẫn nại, do đó họ có thể vượt qua mọi giông tố cuộc đời. Đinh Sửu cũng là người đáng tin cậy, nếu bạn cần một ai đó để dựa vào lúc khó khăn thì chỉ họ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đối xử với mọi người công bằng, tốt bụng và sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho người khác, có thể họ là những quyển từ điển sống cũng không sai. Ở bên những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, bạn sẽ thấy họ sống và làm việc theo một quy tắc. Chính vì vậy mà đôi khi họ quá cứng nhắc, nhạt nhẽo. Tuy nhiên thì ở họ lại ẩn chứa tình cảm chân thành, đáng quý mà khi mất đi rồi bạn mới hiểu. Có nhiều điều buồn thương ở tiền vận. Chỉ khi qua thời kỳ trung vận thì họ mới được may mắn trong cuộc đời. Tình duyên lẫn tài lộc khá là tốt đẹp, tuy nhiên thì kết quả chỉ được rõ nét ở hậu vận.
cuộc sống nói chung không quá vất vả, đầy đủ và sung sướng về sau. Sống một cuộc sống trung bình khá là yên ổn, tuy không dư giả, không giàu sang, nhưng bù lại cả thể xác và tâm hồn tự do tự tại. Tuy nhiên thì thời gian đầu đời thường hay lo nghĩ và tính toán, cuộc sống dù giàu sang nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ vì trí óc của họ ít khi nào được thảnh thơi. Từ 30 cho đến 33 tuổi, những năm đã vượt qua là toàn những năm quá khó khăn trong cuộc đời bạn. Những sự buồn phiền như là trôi đi về trong dĩ vãng, nhường cho bạn những sự vui tươi và tốt đẹp hơn trong những năm sắp tới. Tuổi 30 còn một vài rắc rối trong việc làm ăn cũng như vấn đề công danh gia đạo. Tuổi 31 gặp nhiều may mắn hơn trong vấn đề tài lộc nhưng gặp tai nạn đau bệnh thình lình vào tháng 8. Tuổi 33 mắc nạn vào tháng 2 và tháng 3 trong năm, tháng 9, 10, 11 và 12 thì vượng về tài lộc cũng như là tình cảm. Từ 34 cho đến 38 tuổi, vượng phát mạnh mẽ về tài lộc, tiền bạc vào nhiều, có thể hoàn thành sự nghiệp mà không cần phải lao tâm khổ trí. Tuy nhiên, tình trạng gia đạo và việc làm ăn trở lại trung bình, không hao hụt, không tấn phát tột độ. Năm 35 thì đề phòng con cái gặp nguy, năm 36 trong gia tộc có việc tang chế, năm 37 và 38 tuổi tình trạng gia đình sự nghiệp rất yên lành và sống trong sự an nhàn của thể xác. Tuy nhiên thì vào năm 37 tuổi có một vài rối rắm vào những tháng 4 và tháng 8, năm 38 tuổi có bệnh tật hay hao hụt tài lộc đôi chút. Từ 39 đến 43 tuổi, năm 39 tuổi tình trạng ở vào mức độ trung bình kỵ tháng 6, năm 40 tuổi con cái có tăng chức hay thay đổi nghề nghiệp, rời chỗ ở hay có đau bệnh vào những tháng 4, 6 và 8, năm 40 và 41 tuổi gia đạo được an toàn, tài lộc trung bình, vấn đề làm ăn được phát triển mạnh mẽ. Năm 42 và 43 tuổi vẫn còn ở mức độ trung bình, không có gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời, trừ những trường hợp có những chuyện bực mình nhỏ nhặt xảy ra thường ngày trong gia đạo cũng như là ngoài xã hội. Từ 44 cho đến 47 tuổi, năm 44 tuổi sức khỏe yếu kém liên miên, tình trạng gia đình có nhiều hao hụt. Năm 45 tuổi không được vượng phát nhiều về vấn đề tài lộc cũng như là mọi khía cạnh khác trong cuộc đời. Ít khi có bệnh nhỏ nhưng dễ đau yếu thì lại có thể xảy ra vào tháng 5, 8, 11. Năm 46 tuổi sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn gia đạo vui vẻ, chủ phòng về con cháu đau bệnh mà thôi, tài lộc bình thường, tình cảm vượng phát mạnh mẽ. Năm 47 tuổi không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống. Từ 48 cho đến 51 tuổi, khoảng thời gian này phần con cháu có cơ hội tiến lên về cá nhân, gia đạo có nhiều rối rắm nhưng cũng không xảy ra việc gì trọng đại, tình cảm tài lộc bình thường, tinh thần có nhiều khủng hoảng. Từ 51 đến 55 tuổi, năm 51 tuổi có đau bệnh, tài lộc sút kém, tinh thần không được minh mẫn, có hao tài, về gia đạo êm ấm, con cái có cơ hội phát triển. Từ 51 cho đến 55 tuổi, tình trạng sức khỏe ở mức độ bình thường, không có gì quan trọng xảy ra trừ đau bệnh. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong năm 2021 này. Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.